NCF là cái dòng tiền thuần thì sẽ bằng ICF cộng với OCF, có nghĩa là dòng tiền trong cái giai đoạn đầu tư cộng với cái dòng tiền trong cái giai đoạn vận hành. Trong cái giai đoạn vận hành, đầu tư thì nó gồm có đầu tư tài sản cố định, rồi sẽ có những cái thời điểm chúng ta phải thanh lý tài sản cố định, rồi đầu tư vào vốn lưu động. Vốn lưu động rồi nó có một cái thành phần là tăng thêm nữa của cái dòng ngân lưu tài trợ, đó là vay và trả nợ nếu có. Vay trả nó có thì nó này nó không thuộc, thực ra nó không thuộc cái đâu, cái nó thuộc vào dòng tiền hay gọi là tài chính. Tuy nhiên thì do cái dự án ta nó chỉ có một cái khoản này thôi, nên là cho là thuận tiện chúng ta đưa nó ra. Còn vận hành đó thì nó liên quan tới cái giai đoạn đó là doanh thu trừ cho chi phí, trừ cho khấu hao, trừ cho lãi vay, rồi ra được cái lời sau thuế, rồi mình cộng lại với những cái khấu hao hay là lãi vay, tại vì mình ghi nhận 2 lần. Đấy. Như vậy thì đó là lý thuyết. Bây giờ chúng ta làm, bây giờ chúng ta phải lập cái dòng tiền đầu tư chứ đã. Mà lập dòng tiền đầu tư đó, thì mình đầu tư tài sản cố định đó thì người ta cho rồi. Còn liên quan tới cái việc thanh lý đó, thì mình cũng phải biết được đó là nó khấu hao theo phương pháp nào và tới cái thời điểm bao nhiêu, rồi mình bán được với giá hao, bán không hao. Rồi vốn lưu động thì mình phải lập ra một cái bảng vốn lưu động, bảng để mình xử lý nó, mình biết được cái thời điểm nào thì chi tiền, thời điểm nào thì thu về, rồi cộng hết sẽ lập được cái dòng tiền đầu tư là dòng tiền ICF, rồi để có thêm lập được một cái bảng khác nữa là cái dòng tiền hoạt động là OCF, rồi cuối cùng cộng lại 2 cái này lại với nhau thì nó sẽ ra NCF thôi. Đấy. Như vậy tổng cộng mình phải lập những cái bảng như thế. Thì trước tiên mình sẽ lập cái bảng khấu hao trước. Hao thì chúng ta thấy là chúng ta có 2 loại tài sản cố định, đó là nhà xưởng và thiết bị máy móc. Nhà xưởng và thiết bị máy móc. Như vậy thì để cái chỗ này chúng ta lập một cái bảng khấu hao ghi là khấu hao nhà xưởng. Đây mình nhập đây là 5. 5 thì có tất cả là 6 năm. Rồi đây mình ghi là khấu hao nhà xưởng. Khấu hao nhà xưởng. Dưới này khấu hao thiết bị. Thiết bị. Dưới này là tổng khấu hao.
Nhà xưởng của anh ta, nhà xưởng là dưới này ta thấy là ta thấy ghi là nhà xưởng là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 8 năm. Internet. Của chúng ta là 400 triệu của hai phát thẳng trong vòng 8 năm, như vậy mỗi năm mình khấu hao nó bao nhiêu thì mình cứ lấy 400 chia cho 8. Đó, như vậy sẽ bằng 400 chia cho 8, như vậy mỗi năm sẽ khấu hao là 50. 50 như vậy thì mỗi năm trong vòng nhìn đời dự án thì rõ ràng là mình sẽ khấu hao là 50. 50 như vậy đây. Rồi khấu hao thiết bị, khấu hao thiết bị thì nhìn vào đây, thiết bị máy móc với giá là 600 triệu đồng, thiết bị máy móc với giá 600 triệu đồng được khấu hao trong vòng 10 năm. 10 năm như vậy thì mình ghi vào đây là bằng 600 chia cho 10, chia cho 10 như vậy là 10 năm, như vậy mỗi năm sẽ khấu hao là 60. 60 thì tương tự như vậy trong suốt vòng đời của dự án. Đấy. Như vậy đây là tổng cộng khấu hao, tổng khấu hao như vậy mình sẽ bằng cái nằm trên cộng với cái dưới 110. Như vậy đây là tổng khấu hao của mỗi năm của mình đối với dự án của mình. Đấy, thầy cố định nó lại. Nè, 6 năm. Như vậy thì mình tới cái năm thứ thứ bảy là cái năm kết thúc dự án, là cái năm kết thúc dự án thì mình sẽ làm một cái tính toán, đó là đã khấu hao hết bao nhiêu rồi. Như vậy thì tổng khấu hao, tổng khấu hao hết bao nhiêu rồi. Rồi giá trị còn lại là bao nhiêu? Giá trị còn lại là bao nhiêu? Rồi giá trị thanh lý là bao nhiêu? Thanh lý là bao nhiêu? Rồi thuế phải đóng ở cái giai đoạn này là bao nhiêu? Rồi đúng với từng loại tài sản. Như vậy tổng khấu hao là mình làm cái tổng cộng bằng tổng tổng của cái đầu tiên cho tới năm thứ sáu. Tương tự như vậy cho cái năm phía dưới. Đó là đối với nhà xưởng thì tính tới cuối năm thứ sáu thì mình khấu hao hết 300, một thiết bị tính tới cuối năm thứ sáu thì mình đã khấu hao hết 360. 360 thì đó là tổng khấu hao. Một giá trị còn lại là bằng bao nhiêu? Thì cái nhà xưởng ban đầu giá trị của nó là 400 triệu, mà bây giờ khấu hao hết 300 rồi thì còn lại 100. Còn cái thiết bị máy móc ban đầu nó là 600 triệu, 600 triệu. Mà bây giờ khấu hao 360 rồi, lấy 600 trừ cho 360 thì bằng bao nhiêu? Bằng 240. 240. Như vậy thì thanh lý, chỗ này người ta cũng nói luôn, đó là nhà xưởng thì thanh lý được với giá là dự tính đến 6 năm, nhà xưởng có thể thanh lý giá là 130 triệu, người ghi ở đây 130. À, rồi hệ thống máy móc thì bán được với giá là 200, như đây 200. Như vậy là tính ở cái cuối năm thứ sáu này, thời điểm thanh lý này, thì thuế mình có phải đóng thêm cho cái nhà xưởng hay không? Thì mình thấy là mình thanh lý bằng với giá trị cao hơn giá trị còn lại mà. Thì ngoài cái số tiền mà mình được là 130 thì
thì mình còn phải đóng thuế thêm chừng này nữa, thì mình lấy cái thuế suất là 25% thuế thu nhập doanh nghiệp nhân với cái giá trị thanh cái phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý với giá trị kế toán còn lại này đấy, thì chênh lệch nhau là 30, như vậy mình phải đóng thuế trên 25% của 30 triệu, như vậy có nghĩa là phải đóng thuế 7,5%. Tương tự như vậy đối với cái phía dưới thì mình lại không được có phải đóng thuế là 7,5 triệu, và mình lại được giảm thuế 10 triệu, giảm thuế 10 triệu. Chúng ta để cái dấu là chúng ta sẽ thấy, tại vì đó là mình là giá trị kế toán còn lại của nó là 240, nhưng mà mình bán được với giá có 240 à, thì xem như doanh nghiệp mình bị lỗ. Và doanh nghiệp bị lỗ thì đương nhiên là mình sẽ không phải đóng thuế, mà cái khoản lỗ đó sẽ được giảm, sẽ được tính giảm vào cái thu nhập chịu thuế trong năm đó của doanh nghiệp, có nghĩa là mình được giảm một cái số tiền thuế phải đóng tương ứng với cái khoản lỗ đó nhân với cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy. Thì theo như luật doanh nghiệp thì kể cả lợi nhuận khi mà chúng ta bị lỗ chúng ta còn được chuyển sang năm sau để giảm tiền thuế mà, nên đó là cái này là cái bình thường, cái đương nhiên thôi. Mình bán được với giá trị thấp hơn cái giá trị của mình thì xem như mình lỗ, mà lỗ thì mình sẽ được đưa vào giảm trừ cái khoản thu nhập chịu thuế trong cái năm đó. Như vậy thì đó là bảng khấu hao, bảng khấu hao em nhé, bảng khấu hao. Rồi bây giờ tới cái bảng tiếp theo đó là bảng vốn lưu động. Vốn lưu động thì cũng tương tự như vậy, mình phải làm một cái bảng nó thể hiện một cái dòng tiền 6 năm. Vốn lưu động thì bây giờ mình ghi cái nhu cầu trước đây, nhu cầu vốn lưu động trước đây, rồi nhu cầu thì người ta cho sẵn ở đây rồi, mình chỉ việc điền vô thôi. Cái năm đầu tiên là 100 triệu. Cái năm đầu tiên là 100 triệu. Rồi, cái năm đầu tiên là 100 triệu. Năm thứ hai là 120, năm thứ ba là 150, năm thứ tư là 150, năm thứ năm là 120, năm thứ sáu là 100. Đó là nhu cầu của từng năm. Bây giờ mình muốn biết cái thời điểm chi tiền đó, thì mình đưa về đầu năm. Đấy, đầu năm. Tại vì vốn mình phải bỏ ra đầu năm chứ ai lại đi bỏ vào cuối năm. Nếu mà muốn hoạt động cho cái năm thứ nhất này thì mình phải bỏ ra đầu năm thứ nhất để mình mua sắm nguyên nhiên vật liệu mà có mà sẽ mà dùng nữa chứ. Còn mình đang ghi như vậy thì có nghĩa là cuối năm thứ nhất. Đấy, như vậy mình đưa nó về đầu năm để thể hiện cái thời điểm chi tiền. Tương tự như vậy cho các cái năm sau, đưa về đầu năm ha. Rồi thứ hai nữa đó là vì nó là vốn lưu động nên nó là mình không có bỏ cho từng năm như thế, mà tương ứng với mỗi năm mình bán đi những cái sản phẩm của năm cũ, mình thu hồi lại cái vốn lưu động của năm trước, rồi xem cái tình hình kinh doanh của cái năm sau đó mình có nhu cầu nhiều hơn hay ít hơn thì mình bỏ thêm vô hay là mình giữ lại thôi. Vì thế nên kể từ cái năm thứ hai trở đi mình phải tính chênh lệch, mình phải tính chênh lệch thì nó mới thể hiện cái bản chất của vốn lưu động. Thì cái năm đầu tiên thì nó vẫn là nó mình bỏ ra năm đầu tiên, rồi kể từ cái năm thứ hai thì mình phải tính chênh lệch đấy, bằng 120 trừ cho trước. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cái năm thứ hai này, cái năm thứ hai mình cần 120 này. Đấy, như vậy thì có nghĩa là mình sau khi mình bán sản phẩm hóa là mình thu hồi là được 100 triệu vốn lưu động, thì tới cái năm thứ hai người ta cần 20, 120 thì mình bỏ thêm vào đó 20 thôi, chứ mình không có bỏ tiếp 120 triệu nữa. Đấy, như vậy thì đứng ứng với những cái năm sau thì cũng tương tự như thế, tương tự như thế, lấy sau trừ cho trước để ra được cái chênh lệch. Nhưng mà mình thấy rằng đó là mình mới có tính chênh lệch à, chứ còn nó chưa có thể hiện cái bản chất của vốn lưu động. Ví dụ như là cái năm thứ nhất mình cần 100 triệu thì chỗ này mình phải chia ra 100 triệu ở đầu năm thứ nhất, thì mình phải ghi là trừ 100 mới đúng. Rồi cái năm thứ hai mình cần 120 triệu thì cái chỗ này mình phải bỏ thêm ra 20 triệu để ghi trừ 20 mới đúng. Như vậy thì mình mới đổi dấu thì nó mới trở thành ngân lưu,
vốn lưu động được. Đấy. Như vậy thì mình chỉ cần đổi giống của cái dòng trên là được. Thì đó là cái cách người ta xử lý cái vốn lưu động. Đấy. Như vậy đây cái dòng cuối cùng nó mới là cái dòng vốn lưu động mà chúng ta cần quan tâm. Đấy. Như vậy là xử lý xong cái vốn lưu động. Ừ. Mỗi năm mình bỏ ra rồi mình chi ra như thế. Rồi bây giờ còn bảng nữa, bảng vay và trả nợ. Vay và trả nợ. Thì vay và trả nợ này người ta chỉ vay và trả nợ trong vòng có 4 năm thôi. Vì thế nên mình lập một cái dòng vay và trả nợ trong vòng 4 năm là được. Đầu tiên mình ghi là gốc còn lại. Rồi dưới này trả gốc và lãi. Rồi mình tách riêng ra trả gốc bao nhiêu, trả lãi bao nhiêu để mà mình còn đưa cái lãi này vào trong cái báo cáo kinh doanh. Như vậy lập thành cái bảng. Gốc còn lại. Như vậy người ta kêu là mình vay 500 triệu đồng. Như vậy thì cái gốc còn lại ở cái lúc mà mình vay á, tức là cái lúc mà đầu năm á là bao nhiêu, thì là 500 triệu đồng. Rồi bây giờ cứ mỗi năm sau, cứ mỗi năm sau đó là mình trả một cái kỳ khoản cố định. À, bằng là 10% lãi suất 10% trong vòng 4 năm kỳ khoản cố định của 500 triệu. Như vậy thì mình có thể tính bằng cái công thức tính U hồi nãy mà thầy nói. Còn ở trong Excel á, thì nó có một cái công thức riêng, nó có một cái công thức mà để mà mình tính cái U đó. Chúng ta chỉ cần ghi là P MT MT là nó sẽ ra cái hàm đó. BMT. Đấy. BMT ở trong này nó ghi là đây, cái tỷ lệ là cái lãi suất 10% điền vô, còn N này là cái gì thì nó là số năm. Như vậy mình vay trong vòng 4 năm. BV là cái gì, là cái số tiền mà mình đi vay 500 triệu. À, như vậy ok thì nó sẽ ra 157,74 triệu. À, chứ là tại vì do cái xe nó mặc định ở đồng nha, chứ nó là 157,74 triệu và nó cũng mặc định nó là cái dấu trừ luôn, tại vì BMT này là một cái hàm nó tính cái U trả nợ, nó tính cái trả nợ trả gốc và lãi, vì thế nên cái xe nó mặc định là dấu trừ luôn và nó tự nó bôi đỏ luôn. Chúng ta thấy như vậy thì tương tự như vậy trong vòng 4 năm đều trả một cái số tiền là 157,7 cả. Đó là trả gốc và lãi. À, như vậy bây giờ mình phải tính riêng ra cái nào là trả gốc, cái nào là trả lãi. À, như vậy thì cái gốc thì là chính là 10% 10% của năm trước. À, như vậy mình có thể tính được cái 10% của năm trước chính là cái trả lãi của nó là bao nhiêu. Trả lãi của nó là bao nhiêu. Như vậy thì cái lãi của năm thứ nhất là bằng bao nhiêu? Là bằng 10% của cái gốc còn lại của năm trước đó. Như vậy đó thì mình lấy 10% nhân với cái gốc còn lại của năm trước đó, chỗ này là cái trả lãi của năm thứ nhất là sẽ bằng 50. 50. Như vậy thì cái năm thứ nhất mình đã trả lãi là 50 và trả cả gốc và lãi là 157,7. Như vậy trả gốc là bao nhiêu? Như vậy thì sẽ bằng cái trên này trừ cho cái dưới. Tuy nhiên đó thì chúng ta lưu ý cái chỗ này một tí. Tại vì cái chỗ này là cái hàm Excel nó mặc định là vay và trả nợ là nó ghi dấu trừ. Nhưng mà nếu như bây giờ trừ thì chỗ này nó cũng phải là trừ, 50 nó cũng phải là trừ. Chứ bây giờ nó một cái trừ cái cộng mình đưa vô nó thành sai mất. Nên đó là mình có thể đổi dấu lại một chút. Đưa cái BMT này thì mình ghi dấu trừ phía trước. Trừ BMT để cho nó ra cái dương đã để mình tính ra. Như vậy thì ở dưới này là trả lãi 50, ở trên này là trả gốc và lãi là 157,7. Như vậy thì mình hoàn toàn tính ra được đó.
là trong cái kỳ này mình đã trả góp là bao nhiêu. Như vậy lấy cái gốc và lãi trừ cho cái trả lãi thì cuối cùng mình sẽ ra được cái trả gốc. Hóa ra nó là mình 107,74. Như vậy thì mình có được cái trả gốc của cái năm nay rồi, thì mình sẽ tính ra được đó là cái gốc còn lại phải trả tính tới cuối năm thứ nhất này là bao nhiêu. Như vậy thì mình lấy cái gốc của năm trước mình trừ cho cái trả gốc của năm nay, thì tính tới cuối năm nay mình sẽ ra được cái gốc còn lại phải trả tính tới cuối năm nay. Đấy. Như vậy thì cứ tương tự như thế mình có thể tính ra được cả cái bảng luôn, cả cái bảng luôn. Và trong Excel thì người ta gán cái cung nó theo cái dạng tính rồi, nên mình chỉ việc kéo ra thôi chứ mình không cần tính. Nhưng mà khi mà các em làm bài thi á, thì các em phải tính, các em phải tính. Đấy. Như vậy khi mà chúng ta kéo ra như vậy thì nó tự nhiên nó ra một cái phương án trả nợ cho chúng ta theo đúng cái mà họ hay cho chúng ta vay, theo cái kiểu là mỗi năm trả một cái tháng, trả một cái kỳ khoản cố định như thế. Họ có sẵn như thế rồi, giờ người ta chỉ hỏi cho mình là bạn vay bao nhiêu tiền này, rồi đó là bao nhiêu năm này, rồi ngân hàng cho bao nhiêu, tự nhiên đưa ra cái này xong rồi nó tư vấn cho mình một năm cái này phải trả như thế này, thế này, thế này, thế này, thế này. Đấy, thì đó là cái phương pháp đầu tiên, phương pháp đơn giản nhất thôi, đó là vay và trả nợ theo kỳ khoản cố định, chứ không có gì cao siêu đâu. Mình học thì nhiều lắm nhưng mà ra ngân hàng họ chỉ áp dụng có bấy nhiêu thôi, đó, chỉ là áp dụng những cái phương pháp vay và trả nợ như vậy thôi, chứ có gì ghê gớm đâu. Tính ra mình học mới là ghê gớm, chứ còn đi làm là áp dụng có vài phần của mình học rồi. Như vậy thì khi mà các em tính được cái bảng vay và trả nợ thì cuối cùng các em phải mình tính toán làm sao để mà cuối cùng cái gốc còn lại của cái năm cuối cùng là nó phải bằng không thì mới là đúng. Có nghĩa là tính tới cuối năm thứ tư mình trả gốc hết sạch, đây. Thì cái chỗ này nó luôn luôn bằng không nhé, luôn không bằng không. Nếu như mà chúng ta tính toán bằng tay á, và chúng ta làm tròn số hay gì đó thì có thể là nó lẻ lẻ đi một tí, nhưng mà nó lẻ đi một tí thôi, ví dụ như là một phẩy mấy hay là 0,1 hay là 0,2 gì đó thôi, chứ không thể nào mà nó thành 10 hay là 12 hay là mấy chục được. Như vậy nghe chúng ta tính sai chỗ nào rồi đó. Như vậy thì xong cái bảng vay và trả nợ, vay trả nợ. Bây giờ tới cái bảng ngân lưu đầu tư, đó là cái bảng tổng hợp của tất cả những cái bảng này. Như vậy thì trong vòng 6 năm thứ nhất đó là đầu tư vào tài sản cố định. Đầu tư vào tài sản cố định thì chúng ta thấy là nhà xưởng với thiết bị máy móc tổng cộng lại là 1.000 triệu, có nghĩa là 1 tỷ, có nghĩa là 1 tỷ. Như vậy thì đầu tư tài sản cố định tổng cộng là 1 tỷ. Như vậy ghi là trừ trừ 1.000 triệu, trừ 1.000. Như vậy đây mình đang lấy cái gốc của cái ngân lưu là mình tính là kết xuất xong phần xây phần đầu tư cơ bản và đưa dự án đi vào vận hành. Đấy. Nên đó là có thể là người ta đầu tư vào cái nhà xưởng với máy móc này trước đó vài năm, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn lựa chọn cái gốc ngân lưu đó là cái năm mà kết xuất xong xuôi hết cái phần đầu tư cơ bản đưa dự án vào vận hành. Vì thế nên đó là người ta tổng kết lại đó là tổng số tiền đầu tư vào cuối cái năm không này trừ 1.000. Thì đó là nếu như nhà đầu tư họ thấy nó không có quan trọng thì người ta sẽ làm như thế. Còn nếu như mà mình đầu tư vào máy móc, nhà xưởng, thiết bị kéo dài đấy cả chục năm hay là 5, 6 năm gì đó thì đương nhiên người ta sẽ không có lấy cái gốc như thế đâu. Tại vì đó là tiền mình đầu tư vào những cái năm khác nhau đó nó cũng mất đi cái chi phí cơ hội, nó mất đi cái lãi suất rồi này kia nhiều, nên bây giờ lập dự án thì mình làm sao để mình phải bù đắp lại cái đó. Đấy. Thì đó là đầu tư tài sản cố định. Thứ hai đó là thanh lý tài sản cố định. Đấy. Thì tính đến cuối năm thứ sáu á thì mình lúc nào cũng thanh lý hết, tại vì kết thúc cái dự án rồi mà. Nên đó là mình thanh lý nhà xưởng thì được 130, thanh lý khấu hao thiết bị thì lại được là 200, nó được 200. Như vậy tóm lại là mình được bao nhiêu đây? Như vậy thì mình cộng hai cái số tiền này lại với nhau. Đấy.
Đối với nhà xưởng cuối năm thứ sáu mình thanh lý được 130, nhưng mà mình lại phải đóng thuế là 7,5. Như vậy tóm lại là cuối cùng mình được cái số tiền là 122,5. Còn đối với thiết bị thì tính trước cuối năm thứ sáu mình thanh lý với giá 200, nhưng mà rồi mình được giảm thuế, mình phải đóng đi 10 triệu, nên xem như là mình được 210. Thì chỗ này nó có hai cái cách ghi nhận khác nhau. Thứ nhất là nếu như mà mình ghi nhận như vậy thì cái chỗ mà báo cáo kinh doanh của cái năm thứ sáu đó, mình không có đưa cái khoản tiền thuế được giảm 10 triệu vào trong cái báo kinh doanh đó nữa. Còn bây giờ mà mình ghi nhận rồi mà, có nghĩa là khi mà tới cái số tiền thuế phải đóng của cái năm thứ sáu đó đó, là nó sẽ là một cái khoản mình phải trừ đi, có nghĩa là mình ghi là trừ 200 chẳng hạn, thì bây giờ được giảm thuế 10 triệu thì cộng 10 thì nó sẽ ra được đó là đóng thuế có 190 thôi. Còn bây giờ nếu như mình ghi nhận ở ngay chỗ này luôn, có nghĩa là mình thanh lý được cái giá 200 rồi mình thuế mình được giảm là 10, như vậy xem như đó là mình được 210, nhưng mà thực ra là mình chỉ được 200 thôi nha. Còn thuế là thuế giảm được 10 triệu chứ không phải là mình được 10 triệu, mà là thuế mình được giảm 10 triệu, nên vì thế xem như là mình có được 210. Thì nếu mình ghi nhận như vậy rồi thì tới cái chỗ báo cáo hoạt động kinh doanh á, chỗ chỗ mà chúng ta trừ thuế thì chúng ta không cần phải trừ thêm cái 10 triệu đó nữa, thì tùy vào cái cách mà mình ghi nhận thôi, mình hiểu là được. Như vậy thanh lý cái tài sản cố định này á, thì cuối cùng á liên quan tới cái khoản nhà xưởng thì mình được đó là 122,5, còn đối với thiết bị mình được 210. Như vậy liên quan tới cái việc thanh lý này mình cuối cùng mình được cái gì, mình cộng hai cái này lại với nhau thì bằng 332,5, thì nó chính là chỗ nhà xưởng này, thanh lý nhà xưởng này bằng 332,5 đấy. Như vậy mình đưa vào đây, đó là một số tiền đi về. Như vậy thì xong xong cái đầu tư tài sản cố định và thanh lý tài sản cố định. Bây giờ tới vốn lưu động, đầu tư vốn lưu động. Thì vốn lưu động mình có rồi, bây giờ mình đưa cái trên xuống thôi, tức là mình điều chỉnh nó về thành dòng tiền hết, xong xuôi hết rồi, bỏ thêm bỏ bớt bao nhiêu mình ghi hết. Vậy thì mình đưa nó xuống thôi. Rồi thứ hai đó là vay và trả nợ này, nó thực ra nó không thuộc vào dòng tiền đầu tư nha, nhưng mà tại vì mình cứ đưa nó vô vay và trả nợ. Thì cái vay và trả nợ thì mình đưa hẳn luôn cái dòng này vào đi, tại vì từ cái năm thứ 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 thứ, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư á, mình phải trả một số tiền cố định và nó là một cái số tiền đi ra, nên mình ghi là trừ này, trừ 1 năm 157 vậy. Đấy, thì nó ra đúng bằng cái công thức ban đầu của nó, là bản chất của nó là dấu trừ. Đấy. Như vậy thì cuối cùng mình ra được một cái bảng lương lưu ICF rồi. Mình ghi là tổng cộng lương lưu ICF. ICF. Đấy. Liên quan tới đầu tư cộng từ trên đến dưới. Đấy, như vậy là xong. Vay và trả nợ còn thiếu một cái thành phần ở ngay cái chỗ cái năm không này, mình vay được một cái số tiền là 500 triệu chứ, có nghĩa là được 500 triệu. Như vậy mình ghi là cộng 500, còn kể từ những năm sau mình mới phải trả một cái khoản tiền cố định như này đấy. Như vậy là đó là tất cả là vay và trả nợ nó là như thế. Thì bây giờ mình tính tổng cộng thì trên dưới thì nó ra một cái dòng như thế này, một cái dòng như vậy. Như vậy đây chính là cái dòng ngân lưu đầu tư. Ngân đầu tư có nghĩa là cái dòng tiền mà liên quan tới cái việc đầu tư của mình là nó như thế này. Đấy. Năm đầu tiên á, thì mình phải đầu tư vào nhà xưởng thiết bị này kia hết là 1.000 triệu, rồi mình đầu tư thêm 100 triệu vào vốn lưu động để cho hoạt động. Rồi nhưng mà năm đầu tiên mình thiếu tiền, mình vay thêm 500 triệu, như vậy tính ra là năm đầu tiên để hoạt động cho năm đầu tiên mình phải bỏ 600 triệu thôi, 600 triệu. Rồi tính tới cái rồi trong cái năm đầu tiên á, tới cái năm thứ hai là cuối năm thứ nhất mình phải bỏ thêm 20 triệu ra để phục vụ cho cái năm hai, và cuối năm thứ nhất là mình cũng phải trả vốn ngân hàng 157,7. Thế như vậy tổng cộng là cuối năm thứ nhất mà mình phải bỏ ra 177,735, là như thế, nó cứ tương tự như thế. Như vậy đó là cái dòng ngân lưu đầu tư. Và bây giờ chúng ta tới cái dòng ngân lưu hoạt động, ngân lưu hoạt động bảng OCF.
Okay. Thì ở lưu hoạt động đó thì mình hoạt động trong vòng 6 năm để lên cái cấp 6 xuống. Okay. Nó sẽ giao lưu hoạt động thì mình căn cứ vào báo cáo kinh doanh. Đấy, như vậy thì ban đầu nó là cái gì, là doanh thu. Doanh thu bây giờ mình ghi cái công suất hoạt động trước đi, công suất hoạt động rồi doanh thu trừ cho chi phí thì gồm có định phí, biến phí, trừ xong xuôi hết thì nó sẽ ra được cái lời trước thuế, rồi trừ cho thuế sẽ ra được cái lời sau thuế, rồi điều chỉnh đó để cho nó trở thành ngân lưu OCF. Như vậy đó là những cái mà mình phải học. Bây giờ nói tới cái công suất hoạt động. Công suất hoạt động của cái năm thứ nhất. Năm thứ nhất là 70%. Năm thứ hai 80%. Năm thứ ba, năm thứ tư 95%. Năm thứ 5 80%. Năm cuối cùng là 70%. Doanh thu. Bây giờ người ta không có cho mình nhiều thông tin, người ta chỉ cho mình một cái bản dự trù lời lỗ ứng với trường hợp đó là 100% công suất thôi. Vì vậy thì nếu như mình huy động 100% công suất thì mình sẽ được cái doanh thu là 2.000 triệu, có nghĩa là 2 tỷ. Như vậy thì bây giờ 70% công suất thì mình được bao nhiêu? Như vậy á, thì mình cho vào đây là 100% thì được 2.000 triệu. Như vậy 70 thì được bao nhiêu? Mình lấy 2.000 triệu này nhân với cái công suất. Như vậy mình đến với 70% công suất mình sẽ được 1.400.000, có nghĩa là 1.400.000. Tại vì á, là cái doanh thu nó là một cái chỉ tiêu đo lường cái quy mô cái công suất này. Vì thế nên cái công suất nó bao nhiêu thì mình nhân lên, chứ nó không phải là cái chỉ tiêu đo lường chất lượng đâu. Trong cái môn phân tích thì mình đã biết rồi. Đó là doanh thu. Rồi bây giờ tới định phí. Định phí thì cái định phí trong này á là mình cộng nó lại, nó gồm có định phí chỗ chi phí gián tiếp này, rồi định phí ngay chỗ quản lý và bán hàng này. Đấy. Định phí gián tiếp này á, là cái chi phí sản xuất chung á. Sản xuất chung nó rất là gián tiếp, mình phân bổ nó vô, chứ mình nó không phải là cái kiểu trực tiếp này, chứ trực tiếp này. Nhưng mà trong cái chi phí sản xuất chung này nó cũng có cái định phí và biến phí, cũng có cái định phí và biến phí của nó, như 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 chúng ta biết trong cái môn phân tích kinh doanh. Rồi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng thế, nó cũng có phần định phí và biến phí trong đó. Đấy. Chi phí sản xuất chung thì nó liên quan tới nhà xưởng, máy móc, thiết bị, rồi cái ông quản lý phân xưởng, rồi những cái năng lượng đồ này kia mình phân bổ cho từng sản phẩm. Vì thế nên đó là nó gọi là chung, nó gọi là gián tiếp, mình phải phân bổ. Nhưng mà trong cái chi phí gián tiếp đó thì nó cũng có phần định phí và biến phí. Ví dụ như là nếu như mình không sản xuất gì hết thì mình cũng phải trả lương cho cái ông công nhân bảo vệ, trả lương cho ông quản lý phân xưởng để ông kiểm tra giám sát phân xưởng, rồi phải trả những cái chi phí duy tu, sửa chữa, bôi nhớt, rồi này cái bảo hành định kỳ chứ không máy móc nó hư mất, rồi phải trả tiền thuê mặt bằng. Đấy, như vậy nó là định phí. Nhưng mà bây giờ nếu như bắt đầu hoạt động, cứ bắt đầu hoạt động cái máy móc bắt đầu hoạt động thì bắt đầu đó là bảo trì bảo dưỡng nó nhiều rồi, năng lượng sử dụng nhiều hơn, rồi trả thêm nhiều lương hơn cho công nhân bảo vệ ca đêm, bao máy móc, rồi bóng đèn, rồi công cụ dụng cụ bắt đầu nó hư hỏng nhiều hơn. Như vậy nó là biến phí, nó là biến phí. Còn trong cái chi phí bán hàng của doanh nghiệp thì cũng thế. Ví dụ như là những cái máy móc và máy vi tính văn phòng, rồi những cái
mặt bằng rồi thiết bị rồi này kia phục vụ cho việc bán hàng và quản lý ấy, thì nó là định phí. Nhưng mà nó cũng có những cái khoản biến phí, như ví dụ như càng bán hàng thì càng sử dụng nhiều nhân viên bán hàng, càng bán hàng thì càng phải quản lý đấy. Như vậy nên đó là trong hai cái này nó đều có quản lý phí, biến phí hết. Nhưng mà nói chung đó là nó thuộc về cái những cái môn học khác. Trong này ấy, thì mình nhìn vô thì mình chỉ biết được rằng đó là cái định phí của nó là nó gồm có định phí ở cái chi phí xuất chung này, rồi định phí ở chỗ khâu bán hàng quản lý doanh nghiệp này. Như vậy tổng cộng lại là 300 triệu, 300 triệu cố định như thế, 300 triệu. Tuy nhiên thì chỗ này người ta lại nói là chi phí cố định này đó, thì nó không có gồm lãi vay dài hạn ngân hàng, không gồm lãi vay hạn, mà lãi vay dài hạn ngân hàng thì người ta cũng đưa nó vào định phí, cũng xem như một khoản chi phí được trừ đi trước khi tính thuế. Vì thế nên mình hiểu rằng đó là 300 triệu này chưa có gồm lãi vay dài ngân hàng, chưa gồm lãi ngân hàng. Trong cái bản yêu cầu lễ hội người ta chưa có đưa cái vay dài ngân hàng vô. Như vậy cái định phí của mình chỗ này nó phải là bằng 300 cộng với lãi ngân hàng nữa. Mà lãi ngân hàng lúc nãy tính bao nhiêu đây? 50 này, năm thứ nhất phải trả lãi ngân hàng 50 này. Rồi năm thứ hai là phải trả 39,2 này. Như vậy cứ thế mình trong vòng 4 năm như vậy đấy. Đấy chính mới chính là định phí của mình. Chứ nếu mà tại vì người ta chỗ này người ta ghi chi phí cố định không thay đổi năng hoạt động. Người ta nốt như vậy là để mình biết rằng là nó không có cái vay ngân hàng. Chứ cái vay ngân hàng á là người ta cũng đưa vào định phí. Tại vì á là mình đi vay ngân hàng tới cái tháng đó dù cho mình kinh doanh công suất như thế nào thì mình vẫn trả một cái số tiền cố định nó như thế đấy. Nên nó được xem như là định phí, nhưng mà khổ nỗi là nó đâu có cố định đâu. Ví dụ như mình đâu có trả lãi ngân hàng là cứ 50 50 50 50 50 đâu, mà nó cố định là nó mang tính chất là nó không thay đổi dù cho mình có công suất mình như thế nào thì mình tới tới tháng đó mình tới ngân hàng mình vẫn phải trả cái số tiền đó, nó cố định như vậy. Chứ nó không cố định theo kiểu là cứ mỗi năm là cứ phải trả số tiền đó. Nên nó nên nó lãi vay ngân hàng người ta cũng đưa vào định phí, chỉ có điều nó không có bằng nhau ở các năm. Như vậy á định phí mình phải lấy cái 300 này cộng cho cái phần lãi vay ngân hàng nữa nhé thì nó mới bằng như thế. Rồi cái biến phí thì chúng ta thấy là cái chỗ này biến phí nó cũng giống như doanh thu, nó sẽ thay đổi theo công suất hoạt động, nó sẽ thay đổi theo công suất hoạt động. Biến phí chỗ này nào là biến phí? Nguyên vật liệu trực tiếp là biến phí, lao động trực tiếp là biến phí, chỗ này là biến phí, chỗ này là biến phí. Như vậy tổng cộng bốn cái này lại với nhau 600, 200, 800, 800, 950, 950, rồi 1 triệu 050 đấy. Như vậy 1.050 tức là 1.000 tức là 1 tỷ 50 triệu. Như vậy đó, thì đây là cái mức biến phí mà ứng với trường hợp là 100% công suất. Như vậy thì ứng với những cái công suất khác nhau thì biến phí nó sẽ thay đổi tương tự. Đó là điều đương nhiên. Như vậy mình lấy 1.050 mình nhân với cái công suất thì nó sẽ ra được cái biến phí trong từng năm. Biến phí. Đấy. Như vậy đó chính là tất cả chi phí của mình, định phí và biến phí. Trong cái định phí này, trong cái định phí này nó còn có một cái khoản nữa mà trong này người ta cũng chưa nói. Các cái khoản mục chi phí ước tính không gồm lãi vay dài hạn ngân hàng. Như vậy đó thì nó có gồm lãi vay chưa? Nó gồm lãi vay chưa? Thì nó không gồm lãi vay dài hạn ngân hàng, nhưng mà nó có gồm cái khấu hao chưa? Nó gồm cái khấu hao chưa? Tại vì khấu hao người ta cũng cũng xem như là một cái định phí. Mặc dù về bản chất nó không phải là cái khoản thực chi nha, nhưng mà tại vì mỗi năm mình khấu hao với số tiền từng đó nên bản chất thì cái báo cáo kinh doanh người ta vẫn xem nó như là một cái khoản định phí. Chứ thực sự thì mình không có bỏ ra số tiền nữa đâu nha. Nhưng mà trong này người ta nói là không gồm lãi vay, nhưng mà như vậy thì rốt cuộc là trong cái định phí này nó có gồm khấu hao chưa? Nếu mà chưa có thì để mình biết mình còn đưa vào chứ. Đấy. Nhưng mà trong này người ta nói các cái khoản mục định phí hay chi phí ước tính ấy, nó không gồm lãi vay hạn hàng, nhưng mà người ta không nói gì tới khấu hao thì có nghĩa là nó đã gồm khấu hao trong đó rồi, đã gồm khấu hao đó rồi, đã gồm khấu hao trong cái định phí đây này.
nó đã gồm chỗ này hết rồi này. Vì thế nên mình biết rằng là 300 này nó gồm khấu hao rồi nhưng mà nó chưa có lãi vay, vì thế nên mình cộng thêm cái lãi vay nó nữa thôi. Vậy nữa nữa. Rồi bây giờ có doanh thu, có chi phí như vậy thì mình ra được cái lời trước thuế thôi. Như vậy lấy cái doanh thu trừ cho định phí, trừ cho định phí, rồi trừ cho biến phí. Cái doanh thu trừ cho định phí rồi trừ cho biến phí bằng 315. Tương tự như vậy cho các cái năm, tương tự như vậy cho các năm đấy. Như vậy đó là lời trước thuế. Như vậy bây giờ thuế thuế là bao nhiêu? Thế là bằng 25% của lời trước thuế nhân cho cái lợi trước thuế này, thế bằng 37,75 đấy, ra được cái lời trước thuế. Hai mươi lăm phần trăm như vậy ra được cái lời trước thuế rồi thì mình tính cái lời sau thuế. Cái lời trước thuế trừ cho thuế thì ra được cái lời sau thuế hay là lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế. Nhưng mà nó ra được cái dòng lợi nhuận này rồi thì mình thấy rằng đó là nó có đúng là cái dòng tiền mà mình thực nhận hay không, thì nó không phải là cái số tiền mà mình thực nhận, nó không phải là số tiền mà mình thực nhận. Tại vì là nó trong cái định phí này nó gồm có khấu hao, mà khấu hao á thì mình trừ đi là để mình tính thuế thôi, chứ thực ra thì mình trừ đi rồi thì nó đi đâu? Nếu như những cái khoản tiền ví dụ như là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này, rồi nhân lao động trực tiếp này, rồi chi phí bán hàng quản lý trả cho người công nhân hay gì đó thì mình trả cho người ta thì nó đi ra hết, nhưng mà còn cái khấu hao mình trừ rồi thì nó đi đâu? Thì thực ra nó chả có đi đâu cả, mình trừ đi rồi để mình tính thuế thôi. Vì thế nên sau khi mình tính thuế được rồi mình cộng lại thì mới xem như đó là mình phản ánh đúng cái số tiền mà mình thực nhận. À, cái thứ hai nữa đó là cái khấu hao này là nó trừ đi là để lấy lại cái giá trị đầu tư ban đầu. Đấy là trừ ta ra. Mà đầu tư ban đầu thì mình đã ghi đó là trừ 1.000 triệu rồi. Chẳng lẽ bây giờ cái chỗ này mình lại trừ cho cái định phí trong này là có khấu hao, có nghĩa là mình trừ cho cái khấu hao một lần nữa. Như vậy cứ trừ như thế trong vòng 6 năm thì chẳng lẽ mình trừ bằng với cái nguyên giá ban đầu luôn à? Thì có nghĩa là với cái nguyên giá đó chẳng lẽ mình trừ 2 lần, có nghĩa là mình đầu tư 2 lần à? Như vậy thì không có phải như vậy, thì có nghĩa là mình trừ đi chẳng qua nó là chỉ là một cái bút toán mà mình ghi nhận như vậy thôi, chứ thực ra một tài sản mình không có đầu tư 2 lần. Cái thứ hai nữa đó là cái nguyên liên quan tới cái tài sản cố định đó thì mình đã ghi nhận 1 lần trong cái ngân lưu đầu tư rồi, tại sao trong cái ngân lưu hoạt động này nếu mà mình không trừ đi thì chẳng lẽ mình ghi nhận thêm 1 lần nữa, có nghĩa là ghi nhận 2 lần. Thế như vậy nó vô lý. Như vậy thì mình phải cộng lại với khấu hao thì nó mới thể hiện cái số tiền mà mình thực nhận. Với thứ hai nữa đó là trong cái định phí này này, hồi nãy mình có cộng lại với cái lãi vay, cộng lấy cái lãi vay là lãi vay mình được đưa vào cái chi phí hợp lý hợp lệ trừ trừ đi trước khi tính thuế, trừ tính thuế thì mình đưa nó vào nên cái thuế mình đóng nó giảm xuống, nên nó giảm xuống. Tuy nhiên thì trong cái dòng tiền đầu tư hay cái dòng tiền tài trợ thì mình có ghi nhận chỗ này là trừ 157,74, trừ 157,74, trừ 157,74 trong vòng 4 năm rồi. Như vậy thì có nghĩa là trong này mình đã ghi nhận là trả gốc và lãi rồi mà, tại sao chỗ này mình lại trừ thêm 1 lần nữa cho lãi vay? À, đúng không? Vì thế nên là mình bị ghi nhận 2 lần, mình bị ghi nhận 2 lần. Chỉ cái chỗ cái dòng tiền kinh doanh này mình phải ghi nhận nó, mình phải đưa nó vào là mục đích là để tính thuế thôi. Tại vì lãi vay được xem như là một chi phí hợp lý hợp lệ mà, nên đó là mình đưa vào là để giảm số tiền thuế mình đóng phải đóng xuống, người ta gọi là lá chắn thuế nhờ lãi vay. Chính vì thế nên trong những cái năm đầu á, thành lập thì nhiều doanh nghiệp họ còn chọn cái phương thức khấu hao nhanh để cho mình được
mình được khấu hao cho nó nhiều để mình tránh cái thuế, thì gọi là lá chắn thuế nhờ khấu hao. Còn những cái doanh nghiệp, những cái năm đầu mà họ vay ngân hàng thì họ có thể họ sẽ chọn cái phương thức là theo cái phương thức là trả cái tiền lãi theo một cái hình thức sao cho những cái năm đầu tiên mà mình trả nhiều để cho mình được giảm thuế, mình giảm thuế nữa, giảm thuế. Nhưng mà cái này thì nó cũng tương đối đó, tại vì nếu như mình được giảm thuế thì điều cũng có nghĩa là mình phải trả lại vay cho ngân hàng nó nhiều, Còn riêng đối với cái khấu hao á, thì nhiều doanh nghiệp ban đầu mà thành lập họ còn chọn cái phương thức khấu hao nhanh, có nghĩa là ban đầu mình khấu hao mình rất là nhiều, mình được giảm thuế rất là nhiều. Như vậy thì để mà điều chỉnh cho nó trở thành cái cương lưu với dòng tiền hoạt động á, thì chúng ta phải lấy cái lợi nhuận này mình cộng lại với cái khấu hao, cộng lại với khấu hao, rồi cộng lại với cái lãi vay ở đây, thì cuối cùng á nó mới thể hiện cái dòng OCF của mình, nó mới chính xác là cái số tiền mà mình nhận được ở trong cái giai đoạn hoạt động này. Như vậy thì tương tự như thế, thì các cái năm mình cộng lại cái khấu hao cộng lại với lãi vay thì nó sẽ ra được cái dòng tiền như thế. Như vậy đây chính là cái dòng OCF của mình. OCF. Như vậy xong cái OCF rồi, xong cái ICF rồi, thì bây giờ mình lập cái bảng NCF, đó là những dòng tiền thuần. Thì mình cộng hai cái OCF với ICF lại với nhau. ICF lại với nhau. Thì nó sẽ ra được cái dòng NCF. Cộng lại bằng cái dòng OCF ấy, cộng lại với cái dòng ICF ra được cái dòng tiền thuần cuối cùng. Như vậy đây chính là cái dòng tiền của dự án mình, một cái dự án độc lập. Đấy. Như vậy đây chính là cái dòng tiền mà mình phải lập cho cái dự án này, ứng tới mỗi năm tiền thu vào rồi chi ra như thế nào này kia thì nó đều thể hiện chỉ cái dòng tiền như thế. Và mình đứng như góc độ là chỉ ghi nhận những khoản thực thu thực chi, rồi có ghi nhận chi phí cơ hội, không ghi nhận chi phí chìm, không có ghi nhận những cái khoản tiền hai lần. Thì nó sẽ ra được cái số tiền như thế. Bây giờ nếu như mà có một cái gọi là chi phí cơ hội đi, chi phí cơ hội có nghĩa là cái chi phí cho cái cơ hội tốt nhất mà mình đã bỏ qua. Như vậy á, thì khi mà mình ra được một cái dòng tiền như vậy rồi thì mình trừ thêm cho cái chi phí cơ hội nữa. Có nghĩa là nếu mình không làm cái dự án này mà mình làm một cái dự án khác thì mình cũng bỏ ra một cái số tiền như thế, cũng bỏ ra một số tiền như thế, cũng là trừ 600. Nhưng mà cái lợi nhuận của cái phương án khác là gì? Ví dụ như là 200, 200, 200, 200. Đấy. Thì bây giờ người ta bảo là nếu mà đưa chi phí cơ hội vào thì làm sao? Thì chi phí cơ hội thì nó chính là cái cơ hội mà, chính là chi phí mà, nên mình sẽ phải trừ đi, xem nó như thế nào, xem nó như thế nào. Như vậy thì cái chỗ này nếu mà đưa chi phí cơ hội vào thì chúng ta phải trừ thêm cho 200, 200, 200 nữa, cuối cùng là mới xem cái dòng đó nó như thế nào đó. Nếu mà nó dương thì xem như nó tốt hơn cái chi phí cơ hội, nếu mà nó không dương thì xem như nó tệ hơn cái chi phí cơ hội. Rồi trong này thì chúng ta không nói tới chi phí cơ hội. Như vậy thì bây giờ người ta nói rằng là hãy thẩm định cái dự án này xem có đầu tư hay không. Cái suất sinh lời là 18%. 18%. Đây là cái dòng tiền rồi. Suất sinh lời là 18%, suất sinh lời tối thiểu của nhà đầu tư bằng 18%.
Đó chính là cái chút trên lời mà nhà tôi tối thiểu mà nhà tôi muốn, nếu mà sinh lên nhiều hơn thì tốt. Như vậy thì bây giờ mình tính cái chỉ chắc chi tiêu quả thì chính, ví dụ như là NVV xem bằng bao nhiêu. NVV thì chúng ta học trong môn quản trị tài chính rồi, nhưng mà tới hôm sau thì nhắc lại NBV BV NBV thì cái công thức tính đó là như vậy, tỷ lệ là bao nhiêu, là 18%. Rồi cái đoạn sau đưa những cái số tiền này về hiện tại, đưa những cái số tiền đó về đây hiện tại thì ra bao nhiêu. NBV này nó có thể đưa được những cái số tiền từ cái năm 1, năm 2, năm 3, 4, năm 5 ở những cái tương lai, nó đưa về hiện tại là ở cái thời điểm năm 0 này, nhưng mà nó lại không đưa cái dòng tiền ở năm 0 về năm 0 được đó. Vì thế nên nó là mình cộng với cái số tiền ở cái năm 0. Hình như là chúng ta bị nhầm cái chỗ này. Lớn hơn không, như vậy điều đó có nghĩa là cái dự án của chúng ta là nó khả thi về mặt tài chính, vì nó sinh lời cao hơn mức sinh lời mà nhà đầu tư mong muốn. Như vậy thì muốn biết được là nhà đầu tư mong muốn mức sinh lời là bao nhiêu thì mình lại tính cái chỉ tiêu có cái công thức là IRR này. Đấy. Thì cái này là một cái xuất hoàn vốn nội bộ của cái dự án đó. Như vậy mình chỉ việc chọn hết cái dự án này nó sinh lời bao nhiêu thì mình thấy là nó tới 55% mình chậm khả thi về mặt tài chính. Thì đó là cái bài tập về dòng tiền đó là một cái dự án độc lập. Thì trong cái chỗ này nó có một cái trường hợp nữa khi mình tính thuế, đó là nếu như mà cái số tiền thuế mà mình phải đóng, mà nếu như mà mình lời trước thuế mình âm á, thì chúng ta sẽ phải chuyển lỗ cho nó. Ví dụ như năm thứ nhất này, năm 1 6 đi, ví dụ như đây là lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế, ví dụ như đây là trừ 200, trừ 300, rồi 400, rồi lại trừ 200, rồi 500, 600. Như vậy thì
nó liên quan tới tiền thuế mà mình phải đóng, nên chứ không phải là mình cứ theo cái công thức mà mình cứ cứ làm. Ví dụ như cái năm thứ nhất mình bị lỗ 200 triệu, 200 triệu như vậy là lỗ, chuyển sang thì đương nhiên là cái năm đầu mình không có đóng thuế rồi, mình không có đóng thuế. Bây giờ cái năm thứ hai, năm thứ hai mình lỗ thêm 300 triệu nữa, như vậy lỗ cái năm thứ nhất được chuyển sang nữa là lỗ 200, như vậy tổng cộng là mình lỗ nó 500, lỗ 500 nên vẫn chưa có đóng thuế. Bây giờ tới cái năm thứ ba, năm thứ ba mình được 400 triệu, 400 triệu, nhưng mà cái năm nhất, cái năm nhất mình chuyển sang á, là 200 triệu, rồi cái năm hai chuyển sang là 300 triệu, 300 triệu. Như vậy á, thì mình sẽ ưu tiên trừ cho cái lỗ của năm thứ nhất trước, tại vì á, là mình chỉ được chuyển lỗ trong vòng có 5 năm thôi, tới mà năm thứ sáu nữa thì cái lỗ năm thứ nhất không được chuyển sang nữa, còn cái lỗ năm thứ hai vẫn được chuyển. Vì thế nên bao giờ mình cũng phải trừ cho lỗ của cái năm thứ gần nhất trước. Như vậy đó, thì cái chỗ này là 400 trừ cho 200 là 200, 200 rồi trừ tiếp cho 300 là vẫn còn lỗ mua 100, như vậy trừ 100. Chẳng có trừ 100. Lỗ năm nhất chuyển sang là hết rồi. Năm thứ hai chuyển sang là 300, thì bây giờ trừ ra là còn 100 có thể chuyển tiếp. Như vậy tới năm thứ tư, năm thứ tư lại lỗ 200, lỗ năm thứ nhất chuyển sang thì hết rồi, mình trừ hết rồi. Lỗ năm thứ 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 hai chuyển sang, lỗ năm thứ hai chuyển sang á thì bao nhiêu, nó là 300 nhưng mà bây giờ nó còn có 100 này, như vậy là trừ 100, trừ 100. Như vậy thì tổng cộng lỗ của ta hiện tại là 300. Vẫn chưa có đóng thuế. Đấy. Tới năm thứ năm, lỗ năm thứ nhất chuyển sang thì bằng 0. Lỗ năm thứ hai chuyển sang là bao nhiêu? Năm thứ hai chuyển sang thì bây giờ nó lúc nãy nó còn trừ 100. Rồi cứ như thế, cứ như thế mà người ta trừ tiếp. Rồi năm thứ tư thì lỗ của nó là 200, 200. Như vậy tổng cộng là chúng ta vẫn bị lỗ 300. Rồi năm thứ tư là lỗ 200. Như vậy tổng cộng là chúng ta lỗ là 300. Như vậy 500 trừ cho 300 thì chúng ta còn được 200. Và 200 này là mình chỉ đóng thuế trên 200 này thôi, chứ không có đóng thuế trên 500. Và cứ như thế, cứ như thế theo cái nguyên tắc chuyển lỗ của bên thuế thì chúng ta thấy là cứ 5 năm là chúng ta được chuyển lỗ. Chuyển lỗ. Các bạn chúng ta thấy nhiều cái công ty người ta cứ hay thích chuyển giá rồi chúng ta báo cáo lỗ thì lỗ lỗ thì khi nhiều khi lâu lâu nó có một cái năm nó chưa thì nó chuyển lỗ, thì những năm trước qua thì nó lại vẫn âm, thế là vẫn không đóng thuế, thế là vẫn không đóng thuế, thì lý do là như vậy. Thì đó là xong cái bài tập, về cái dự án độc lập. Như vậy thì bây giờ các em sẽ làm thử một cái dòng tiền như thế. Đây cũng là một cái dự án độc lập của bài tập 5.7, 5.7. Rồi chúng ta làm cái bài tập này trong cái file Excel nhé. Rồi chúng ta nộp, trước 11 giờ. Không, nộp trước 12 giờ đi. 12 giờ.